Cây hạnh phúc. Những trái ngọt của ta đã chín rồi. Ôi, trông mới đẹp đẽ, thích mắt làm sao. những trái đào của bạn thật tuyệt vời. Tôi còn thấy có cả mùi thơm ngọt dịu nữa. Dĩ nhiên rồi, mà nè, sao mãi chưa thấy bạn ra hoa kết trái vậy? Tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới. Lại thời gian tới hả? Có chắc không? Đúng vậy, liệu có chắc thời gian tới sẽ có hoa không? Mùa hè rồi, mình cũng đã ra hoa rồi nè. Từ ngày bạn đến thung lũng này đã bao nhiêu lâu rồi mà đến nay vẫn chưa thấy có bông hoa nào cả. Mình sống ở thung lũng này bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy cây nào giống cậu cả. Ngày trước cậu mới đến, chúng mình cứ nghĩ cậu còn nhỏ chưa thể ra hoa, nhưng giờ thì... Ồ, lạ thật. Rốt cuộc cậu ấy là cây gì mà mãi không có hoa thế nhỉ? Mình là loại cây kỳ dị gì thế này? Kìa, một con chim bị thương. Là một chú đại bàng, sao cậu ấy bị thương nặng thế? Khổ thân đại bàng, chắc là lạnh lắm. Mình không còn cái lá nào để có thể ủ ấm cho cậu ấy. Cậu ấy bị thương nặng quá. Hãy để những cành lá của tôi ủ ấm cho cậu ấy. Bạn ấy tỉnh rồi. Chào đại bàng, vết thương của bạn chắc cũng đỡ rồi đó. Chắc chỉ một thời gian nữa là khỏi thôi. Bạn còn đau nhiều không? Mà bạn đói bụng không? Ôi, thật tiếc quá. Những trái đào của tôi giờ đã rụng hết cả rồi. Chẳng còn gì cho bạn ăn tạm cả. Cảm ơn các bạn đã cứu. Giữa trời rét buốt lại bị trọng thương, tôi còn giữ được mạng là may lắm rồi. Là nhờ anh bạn kia cả đấy. Trong khi chúng tôi đều đã rụng hết lá, chỉ còn mình cậu ấy đủ sức che ấm cho cậu thôi. Có gì đâu, có gì đâu. Một cây bách thật đẹp đẽ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cây bách? Cậu vừa gọi mình là gì vậy? Cây bách hả? Sao cậu lại gọi thế? Thì cậu là một cây bách mà. Cậu không biết sao? Từ ngày mình sống ở thung lũng này, ai cũng nói mình là cây kỳ dị vì không thể ra hoa, kết trái. Đến cả cây đại sống rất lâu năm ở đây cũng chẳng biết mình tên là gì. Sao lại có chuyện như vậy à? Cậu nghe nè, mình đã từng đi rất nhiều nơi, gặp đủ muôn loài. Có thể ở thung lũng này cậu chỉ có một mình, nhưng cậu vẫn là một cây bách. Chắc chắn cậu sẽ không có hoa hay có trái, nhưng chính vì thế, cậu được gọi là cây tự do. Cây tự do? Cây bách, cây tự do hả? Sao lại có thể như vậy? Giữa bao nhiêu loài cây có thể ra hoa, ra trái ngọt, sao lại gọi một cây không thể ra hoa, ra quả là cây tự do được? Cây cho quả trên thế giới này thì đều có một mùa nhất định. Đến một mùa nào đó, chúng mới sinh trưởng, ra hoa, kết quả. Nhưng khi hết mùa đi rồi, thì hoa và trái đều nhanh chóng rụng đi. Đúng vậy. Tôi chỉ ra hoa vào mùa xuân, sau đó là kết trái. Còn mình thì ra hoa vào mùa hè, đến mùa đông chúng mình đều rụng hết cả lá. Đúng thế, và chỉ có cây bách là không bị kìm hãm bởi thời gian. Bốn mùa vẫn luôn xanh tốt, chính vì thế nên cây bách mới được gọi là cây tự do. Thì ra là vậy. Chào các bạn tốt bụng. Vết thương của mình đã lành, giờ mình phải đi rồi. Chào đại bàng, chúc bạn thượng lộ bình an. Sống vui vẻ nhé, cây tự do. Cảm ơn đại bàng, tạm biệt.